Khang, I love you me. Khang tôi yêu mi à? Wow. Test. Alpha is online. Con này nó không tanh được, nó suốt ngày nó cái Natalia với lại con sinh. A punch for a punch. Your team is picking. Where is my target? Này bị ấn của mình mọi người thông cảm. Ấn của mình lại lại. Cảm giác như ngày đầu tiên. Phải làm sao để quên đang năm đó in sâu vào trong tim. Ngày nào xong chơi ta bỏ quên những âu sầu. À anh nhìn thấy người yêu của Linh rồi. Anh nhìn thấy cái root của Linh rồi thì phải. Ừ, Novaria tướng mới ra. AFK Khưng VVH mở cường về đấy chiến nào. Ui mẹ, bọn này không pick được một con tank nào cho đàng hoàng cả ta. Tất cả phải pick cái mấy cổ kiểu Natalia hay là kiểu, ủa khoan khoan gì, nè người quá. Lâu em đang làm chuỗi, có liệu có bị sắt chuỗi không nhỉ? Trong team bên kia có phải cứng đấy. Nó có mình chậm vậy, nó vậy mà. Nó đã bao giờ nhanh đâu. Cái rút gì hả? Cái rút còn cái rút gì nữa? Cái rút cái đít ấy. Nãy nãy anh supply thế anh ra Facebook, anh vào nhầm Facebook của Linh thì phải. Đây bú win mà thực lực. Tại sao không bú anh? Bảo đi với anh thì không chịu, đi test skin. Anh làm được hai game rồi, Hương nó vẫn cứ đánh một game. Nó mệt. Novaria nó sẽ cầm gì rồi. Rồi, mày làm sao, mày làm sao? Mày ăn bố mày đi, bố mày có nội tại hồi máu. Ôi giời ơi, hụt mất rồi. Kìa, mẹ của Natalia. Nà mày. Đợi con Natalia trong mối mòn nó bay. Mình là câu thế chứ mà đéo đéo chạy ra nó cứ đứng nhìn nó bụi ạ. Sợ thật. Cũng danh Việt. KS là nhanh. Nó ra qua đấy nó ra đâu có chết đâu, là có hai mạng rồi đấy. Đấy nó. Ừ, thử một cốt cho nó ra ngoài trụ đi. Mẹ mày. Rồi sau. Natalia vào. Đéo chết luôn kìa.
À, con đọc vào nhà trích tầm nhìn cay thế. Đang tăng hình cho em skill 1 ra lộ luôn. Cả bốn, cú tí, ui rồi ôi, rất công cành. Con đen này nó có cái tàng hình khó. Con này nó có cái tàng hình ấy, con Nata nó gà quá này. Đây này. Đánh đi. Varia trách tầm nhìn khó chịu quá. Anh đã bao giờ anh bờ rô đâu em. Gì mà tao chết được mày? Mày nhầm rồi con trai. Tung lắt léo. Sao mà chết được em? Rồi nó chắc là nhìn nó cho bụi ăn cho bụi ấy. Rồi. Tôi săn con Novaria đây. Nó lại lộ tầm nhìn, địch có mẹ mày. Lộ đi sao? Bố mày dẫn ra. Từ từ veo 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 veo. Đánh lên nó hết một combo rồi đấy. Hả? Ôi. Cứu mi. Thank you. Cứu mì. Rồi, con Deadly mày bắn tao lúc nãy đúng không? Rồi, từ từ. Rồi, Nata đi rồi đấy. Đứng đây tao dình tao bắt một con. Yeah, còn một cốt, trời ơi. Mẹ nó con kia trước khi chết nó vẫn lể lộ tầm nhìn của mình ra được. Con lên lên nó bắn. Đồng đội như cái bùi cái biện bà vậy. Anh em đợi tôi một tí. Sao bọn mày làm sao? Rồi đánh đi. Đánh đi tao sao tiến sau tao càn cho.
ra tiếng sao tao càn cho yên tâm. Từ từ tao hỏi chiều cuối đã. Cái gì nào? Đây rồi. Bay màu. Không nói nhiều. Mẹ mày nãy mày bắn tao một mày ulti tao rồi mày chết mẹ mày tao rồi. Chưa lộ. Đây rồi. À, tính đấy. Tính đấy em trai. Ok á. À, cái lầm chậm của nó mình chịu phạt mà để lấy tốc độ nó sẽ chuyển nó ta. Ảo thật đấy. Đây. Úi rồi bà đàng, úi rồi. Ok á. Đi mẹ bàn phím điên lồn đấy. Bấm chạm đéo được, bấm ulti đéo được. Quên mẹ. À, vuốt màn hình đéo được ta. Fuck. Đéo hiểu kiểu gì bấm màn hình đéo ăn ạ. À. Tay ra mồ hôi tí chứ mày. Má dạo này cái điện thoại nó hỏng đến lúc giật lag đấy. Mẹ qua đây dùng ulti anh chạy anh giết con veo lên luôn. Ăn rồi đi. Nè bấm đéo được. Thể nhất nhất là mấy cái pha kiểu đấy. Đợi đi. Rồi đấy. Một. Hai, ba. Ok á. Ây à, cái maniac của tôi. Cái maniac của tôi, trời ơi. Nata hay, mẹ nó vét chứ hay cái build gì. Đâu chứ. Những pha xử lý rất là đơn giản nhưng mà bấm không được ấy. Điên phải máu. Đấy, lại bắt đầu không ăn màn hình rồi đấy. Lại đéo ăn màn hình rồi. Mua đi em, mua Amon về chơi đi em. Ủa, cái đéo gì đa một con Novaria to thế. Mẹ cái máu mình bốc hơi luôn. Đó. Mẹ một quỳ của Novaria mình bay hết máu luôn ạ. Sợ thật.
Đây. Quá cá xoài. Mình không có tay check map nên là lúc nào mình cũng phải đưa cái mặt mình lên. Một thằng lo luôn ok á. Mẹ trận này đánh những bill chứ. Cái thế nhỉ? Đéo trách bụi, đéo ai trách bụi cả. Bụi thì đéo trách. Mẹ cái pick của Nathan nó lồn chứ biết. Đấy, con ta mà đéo đi bắt được. Đại lô Varia check map này. Cậu hết tầm nhìn. Đần nữa chứ. Ôi, 1 phần 2 cây máu, what the fuck. Đam cú lìm gì vậy. Đấy, đã chết. Vai lồn trúng một quỳ cái hết máu luôn. Sao bạn không ai check map cho mình cả. Địt còn mẹ nó hai thằng lồn trách tầm nhìn luôn. Đéo núp được. Ôi phát. Mẹ con ta đi chuyến mẹ mày đi. Cái bức bụi nó lồn chứ biết là cái trách tầm nhìn là được rồi. Đấy. Đưa yên một chỗ đánh đéo được cái gì hết. Ôi mẹ đam nó ai lồn con này độ đam ảo vãi bỉu cơ thề.
Rồi gặp chết mẹ nó đi. Đấy, chết cái con chết tầm nhìn lồn nữa là nó chết mẹ vừa rồi đấy. Đám lỗi thề, đám lỗi thật sự luôn đấy. Uy phát mẹ cả cây máu bay màu luôn. Đánh đấm đéo gì. Hai một cô thôi, nó lên kháng phép và nó chết mẹ rồi. Quạo thế nhỉ? Mẹ Natalia kìa, rình bụi nó bắn cho phát chết gần chết kìa. Lại lộ tầm nhìn rồi. Chuỗi 10 nhân phẩm. Sắp em mẹ đa con nó vào đi ao áo vãi lìn nhá thề mày đã. Đánh luôn. Bắt lẻ đi đừng cho nó về. Đưa nó đi. Cái lồn. Mẹ mày. Hãy giờ láo. Sáu trận, bốn trận nữa. Đơn giản. Chuỗi 16 thôi. Mẹ con lột kia đang ảo thật. Chính hai cái quỷ phải chết mẹ luôn. Chuẩn 16.
điện thoại nhiều khi bấm không ăn được màn hình khó chịu thật đấy. Linh nó bằng điểm mẹ mẹ rồi à? Tiếp 4 trận nữa. Không sao không chơi mà nó có lên vậy. Ừ, ai biết nhỉ? Ai biết đâu. Auto Amon, mình leo danh ác nào thế, mình cài thuê mình toàn cứ cầm Amon không à. Auto lúc nào bị ban đi thôi. Đến đâu này vẫn sẽ yêu em mình chưa. Đội gì? Đội gì đâu? Mình thích thì mình cày thôi chứ đội gì, đội chắc thì tiền đâu rồi. Lấy tấm thân linh là được rồi. Thêm gì khó đâu. Lòng anh nhói mong mà nó nhiệt lý. Ừ, cấm mẹ con Novaria đi bạn. Alo, cái đầu view. Kìa, mà nát lát đấy. Anh cày cho em 5 sao gì đấy. 5 sao là bao biết bao tiền được không? 100.000 rồi, hơn 100.000 rồi đấy. Bỏ mẹ rồi, mất mẹ nó rồi. Mất mẹ dừng rồi, thôi đánh hai Zabuza đi. Rồi, trận này mình đánh hai Zabuza vậy. Linh hết sướng dừng rồi. Cái gì thì còn hai xạ thủ nơi kia nữa. Trận này đứt chuối à? Ô kìa, cho thằng nào đi rừng. Hỏi chấm, pick. Ready, go. Bỏ mẹ, trận này gãy rồi Linh ạ. Linh ạ, anh nghĩ trận này gãy rồi em ạ. Nhìn cái team này nó không có triển vọng. Điện thoại nóng quá. Mình đã khóc. Không, anh nghĩ là Herlay là không ổn đâu. Herlay bị con Amon nó vụt dễ chết lắm. Ôi mẹ, có cả bét bét liếm ấy rồi, what the fuck? Holy shit. Nó đã bét rồi, nó bét liếm ấy nữa chứ. Sợ thật đấy.
AST thằng này biết chơi, thế giới hoàn mỹ thằng này cũng biết chơi. À đây, team mình cũng mấy thằng biết chơi nhá, gãy mở bò thằng AD Kun này mình gặp cũng hay gặp những dòng tranh kiểu cao cao này. Số 1 Adlot luôn. À, tự tin đấy, được. Không cái tên. Rồi, cho game bút sức mạnh nha. Lấy cái này trước. Chứ mẹ bà đang support à. Anh em ơi, để mình tập trung game này nha anh em. Trong bụi. Đâu đâu. Ok, sao lại đập vào đấy? Chết mẹ nó, cài cài nhầm phím rồi. Lâu lắm không đánh con đầu đò này. Hay quá, ăn luôn solo win. Ôi, hay luôn. Lâu đánh không 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 lâu không đánh con đầu đò này có vẻ là hơi bị yếu tay một tí. Pha bạn ơi. Mấy thằng khứa này cái à, nó chạy ra là nó bắn con kia nó lan sang mình nhức cái đầu thật. Mẹ, cố làm cái níu gì mẹ, phải để chạy được rồi biến hết cả máu lên. Ơi, có bình luận vấn đề tối nha. Ấn của mình nữa thì phải. Ra đi, trời ơi, con mẹ nó đánh thì đánh mẹ nó đi, lại còn cứ đứng đứng núp 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 là cái điều gì. Con ba đang với con đau đo này nó mà dồn combo vào thì thằng điếu nào chịu được ta. Đánh ra cái điều cút. Thằng quá, ăn lốt hay quá. Đâu ấy? Outdoor không. Outdoor nó không cần phải sớm, nó cứ đi farm. Nó cứ chỉ chạc đi farm mà được. Rồi sao? Đánh chủ luôn.
Alo, nó quẹt rồi mình đấm phát chết luôn. Đấm phát chết tươi. Có thằng này chạy xuống là mình quá giang phát rồi. Ngửa trước anh em ơi. Phải có ăn luôn rồi. Phải có bạn ơi. Thank you. Nó cứ nghĩ mình, bọn nó cứ nghĩ mình là con gái thì phải. Giả gái leo danh. Giả gái nhưng mà gái đi rừng. Mấy trăm tách rồi, 140 rồi, có ít nhỏ. Mày chết mẹ mày với tao rồi. Mẹ dọa cho phát hú hồn. Ừ, cái này có cô. Đây 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 đây. Ôi tha cho mày. Mày khóc mất. Ok, sao để con Layla nó đánh ghê vậy? Ghi bàn. Ôi, mà phản kích được rồi. Mày bật phản kích ta. Vế. Ăn lốt nó chờ sẵn rồi sao, không ngại gì đâu mà. Mình thấy đồng đội mình ở đấy rồi. Đánh phải có cơ sở cho anh em. Phải lao bừa là lao bừa đâu. Úi giời ơi, hai đấm. Nhờn nhau đồ. Rồi xong, con Layla lại đi bụi. Ồ, châu nó sống kìa. Nhà mày để tao farm. Thằng lồn gà tốt khỏe vậy. Nó phản kích bảo sao nó không khỏe. Đập vào máu nó đéo. Thằng Linh Châu, mày phải chết vì cái tội đứng lại đường. Ấy, trời ơi, nó chạy được kìa. Không có cái trừng phạt làm chậm. Cái thế nhở, cái con đấy có cái trừng phạt làm chậm mà chết mạnh nó rồi. Làm tiếp. Oh.
học lọt nổi tuần này. Không để đêm dài lắm mộng được. Cưới vợ là phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày mà tắm thằng nó thèm pha. Mà cái cuối lên check mát cho nó dễ này. Mình dùng cái ulti mình giữ phát ra thằng Amon nó sợ thôi mà. Tầm mày out. Hay quá. Deep hay quá. Ui, deep hay quá. Ừ, tao có ulti tao bay lên. Anh em đợi tao. Không, lấy cái giáp hồi sinh nữa cho nó máu, cho nó khỏe, cho nó không chết. Mẹ, cái đứa này nó sợ mà. Ôi, cái gì đây? Cái gì đây Amon? Chết mẹ lag rồi. Ôi bỏ mẹ rồi. Bỏ mẹ rồi, cứu mị. Rồi, mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Thằng nào bắn tao? Này, thằng nào bắn tao? Dạ, thôi là bạn ơi. Có lên băng thành không nhỉ? Ừ, team chưa có băng thành. Ơ kìa. À, 120 rồi. Đeo bay vào đâu. Đấy, có giáp hồi sinh rồi tao mới tự tin tao bay vào này. Hay quá mì già ơi, đánh nhau bạn ơi. Đánh các bạn ơi. Yeah, bà đang vào sâu thế. Con đi mẹ mày. Anh ơi, em đuổi anh ơi. Một mình quấy ở trong. Mẹ nó có cái cung thần phong cay thế nhỉ. Hai luôn. Quả đấy có nó có công thần phong chứ không chết mẹ rồi. Giáp hồi sinh không cần nữa. Lên thêm cái món đam để đánh cho nó máu. Đam là tách nhỉ. Đấy. Này đi. Ú, mày đấm mày luôn con chó rách này. Chạy ngay đi trước khi mọi chỗ tiệt tới hết. Từ về đi lót. Quá. Come on. Khó chịu thế nhờ. Oh,
Hay. Ai à. Có tàng hình nó chạy mẹ mất. Cày thế nhỏ. Hồi chiêu không kịp. Từ từ câu câu con Layla nó ra rồi để tao đấm chết mẹ nó cho. Và đây anh hồi skill một lần nữa là anh đấm chết rồi. Mẹ nó không phải một giây, hơi chậm. Ôi, Odette làm cái trò gì đây? Từ là đánh nhau, đợi đúng người đánh nhau. Dừng nó đi. Hay rồi, hay rồi. Ném một đầy la kìa. Về, mất pizza rồi, về đi. À, tầm này la tầm bắn nó xa lắm. Về đó. Đúng rồi, giết nó đi. Hai. Hai. Một câu cho được đấy. Hai luôn, giết luôn. Đánh đi. Tao ra rồi. Lót cũng được. Bị khiêu khích lại không đấm được đâu, nó có cung thần phong ấy. Hello em. Nó đi bạn. Để con ta đi lên phát. Gì? Làm sao? Như nào kia? Mười bảy. Chu cha mà ơi đẹp thực sự. Cơm cho anh em, cơm cho mấy đứa. Trời ơi. Chụp lại đã. Đến đâu chụp cái đấy. Thằng bét liếm lờ kia nó giữ vị trí cũng tốt phết.
Chừa mặt con Odette, chừa mặt con Odette này ra nhé. Hôm nay Giang cọc lắm à, Giang đi danh à, thua danh hay sao mà cọc. Thiền đi, thiền đi ra. Giang cọc thì Giang thiền đi. Hít đều, hít sâu thở đều. Nó kiểu như bà đẻ. Ủa em sáng mời Giang thì Giang không đi, thế là thôi lại mời ông ta cô với lại ấy kia à, thế sáng đi với anh có khi lại lên sao ầm ầm rồi, đáng chuối 17 rồi này, gãy là tao ban mày nhà Hương. Vãi, đi rừng không lên giày, đi rừng không lên giày, đi rừng mẹ chịu thua. Không có giày đi rừng làm gì, cấm trừng phạt khác gì đi lên đâu. Nghe cái thằng đấy chắc chắn là phải học xem livestream của anh nhiều vào. Uầy, nhìn được sự đấu này. Có một trận bạc hơi 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 xui là do bị lag, bị đơ màn hình. Đúng là mình sẽ đánh Amon đến khi nào mà bọn nó ban hoặc là bọn nó pick mất. Ờ. Mẹ lên danh vinh quang có khi nó muốn phá game ấy. Nếu là khả năng là nó phá game hoặc nó mua nhầm đồ ấy. Anh nghĩ là nó kiểu nó vào game nó mua nhầm đồ sau cái giày nó chưa đủ tiền để nó lên giày á. Bình thường là sẽ có hai món trang bị được gọi là cái đề xuất đúng không? Thì nó sẽ có một cái giày với lại một cái gì đồ gì đấy, thì chắc là nó bấm nhầm vào cái kia, nó không đủ tiền lên giày. Anh nghĩ là như thế. Tí đã. Mời em coi tớ, anh vừa mới đi đi đại. Anh đi đại. Ủa em, từ từ khoan, có ping sao cao thế? Mới đi đại xong. What the fuck? Ping chấm 7. À không, ping ảo. Giật cam mình. Nhìn em tội ghê, bởi vì em giống ghệ thôi. À, thằng Trung Kiên kìa. Còn Trung Kiên lúc nãy gặp là bởi đi tìm ghệ. Nhất là đi team ghép thì không phải team nào nó cũng mạnh cả. Quan trọng là ông đánh lên nào, vào chia team như thế nào thôi. Cái ngày có thể là tất cả nó đều tay to cả, đều vinh quang cả, nhưng mà cái vai trò mình đi ấy, nó không đúng đường. Nó bắt đầu vào tranh nhau pick rồi, rồi di chuyển nó không hiểu ý nhau, thế là thua thôi. Bình thường mà, đi team 5 là phải phối hợp.
BTM 5 nó kỹ năng cũng phải cần, nhưng mà nó cần hơn là cái độ sự phối hợp đồng đội. Nên bảo sao mà cái team VSM ngày xưa nó khỏe thế, bọn nó đánh tốt. Nhất là kỹ năng là người ta tốt này, thứ hai là cách di chuyển người ta đánh hợp nhau. Ngày nào nó cũng train đều đều. Anh mấy này có đánh đâu mà còn đánh linh tinh. Ủa Amon đâu? Mẹ nó ban Amon rồi. Đừng. Chả lẽ tao lại vác outdoor cho tiếp ra. À, mày được. Mày nên nhớ là tao không chỉ biết mình Amon thôi. Tao còn biết cả outdoor nữa con chó. Linh hơi ít tướng nên là đánh hơi khổ. Nó chơi Amon à, nó chơi con ấy thì mình chơi con này. Thằng rừng cứng thì nó đi làm bố mẹ nó rồi hả? Ok à, bố ơi. Ừ, được đi kinh nghiệm đi em. Ủa mẹ tìm kia khó thế, gãy chuối rồi. Gãy rồi, phạt mẹ Amon là cứ cờ, ăn cứ cờ. À, đừng glue nhá, glue nữa nó mệt lắm. Đối. Ủa, rồi team này thằng nào đi support? Cái đệt có mỡ nữa chứ. Rồi thằng nào đi support đây? Đùa. Ba hôm nữa. Ngày mai là bay rồi đúng không? Trận này hơi căng nha. Mẹ cái mũi mình là bị viêm rồi chứ. Full team Việt Nam luôn. Kênh. Ok, quậy. Các bạn team mình. Team nó chủ yếu là làm trận với Nam. Để giải kháng hiệu ứng đi. Đánh luôn em. Ôi trời ơi. Bảo tí tao đi đâu vậy ta? Má nhìn má ba. Yeah.
thế là cuối cùng đội hình với ba vẫn khó thấy đại biểu. Bữa nào đi ganh rồi. Rùa 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 rùa. Chơi con này thì cứ phải uy tín, yên tâm, không phải sợ. Rồi, nó mất trừng phạt rồi nha. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Áp lực cho nó mất trừng phạt là được. Ăn đi Hương, này là kinh tế à? Này đánh cao quá, thấy không thấy bọn nó trên bản đồ đánh vẫn cứ đang đánh cao. Tay ghê không? Nè mày chạy đâu? Hương làm trận nó em, đúng rồi. Để anh bóc lớp vàng trước. Để mở đồ đi nó tham vàng đi. Đây đây đây. Đây 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 đây. Úi giời ơi, tốc biến. Đoán hướng nó di chuyển là biết cái ganh liền. Từ từ em, cho bụi cho bụi. Đấy. Bùa đó, bùa đó, bùa đó đây này. Đánh rừng đọc map. Chủ yếu đánh rừng là đọc map thôi, đọc đến nó di chuyển rồi. Cái bờ đang qua, cái bờ đang qua, từ từ em. Lui lui lui. Thôi thôi thôi, bỏ 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 bỏ. Bỏ bỏ bỏ. Cứu 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 cứu. Có góc cho Hương nó chướng là được rồi. Hay quá, lại được cả trụ mít nữa. Rùa rùa rùa. Thật ra mấy con này mình cầm đi lên mình rất ngu nhé, nhưng mà được cái đi rừng thì rất là hay. Từ từ thôi, tao ăn rùa đó. Ôi ôi, từ 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 từ, đợi đợi đợi. Đi nhá. Đi nhá. Ôi bạn ơi, mất cái tốc biến luôn bạn. Băng vào hơi sâu đấy bạn. Oh.
Phải tới chết thì thôi. Tranh thủ mình đi farm đi. Đứng đây đi. Không giết được nó đâu. Đánh của mình rồi đúng không? Đánh của mình chắc rồi.